Thưa quý vị và các bạn, đường xuống cấp mặc dù là vấn đề không mới, tuy nhiên vẫn tái diễn thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Đoạn đường thường xuyên hư hỏng mà chúng tôi muốn đề cập đến là đường Ninh Bình thuộc khu vực phường 2, thành phố Bạc Liêu. Mặc dù vào thời điểm cận Tết Nguyên đán 2021, đoạn đường đã được chấp vá sửa chữa, song cho đến thời điểm này, đoạn đường lại tiếp tục xuống cấp. Đoạn đường Ninh Bình, phường 2 nằm trong khu vực dân cư của phường. Tuy không phải là đoạn đường dài, nhưng số lượng ổ gà ổ voi lại khá dày đặc. Đáng quan ngại là có những ổ voi với diện tích lớn, trũng sâu, để lộ cả phần đá bên dưới mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trên đoạn đường này tập trung đông dân cư, lại là một trong những tuyến đường trung tâm của thành phố, nên lưu lượng xe rất lớn. Vì vậy, tình trạng đường xuống cấp đang tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất lớn đối với người tham gia giao thông. Hàng ngày tôi cũng đi làm tại đường này nè, đường này nó cũng bể nhiều rồi. Đề nghị quyền địa phương hỗ trợ để cho anh em đi đường cho nó thông thoáng chút. Nếu mà những đoạn đường khác mình đi á, thì theo thói quen mình chạy, thì khi tới đoạn đường này á, nếu mà mình chạy tốc độ vừa phải thôi mà cái ổ dịch ổ gà nhiều quá là mình tránh không kịp, mình sẽ có khả năng mình gây tai nạn giao thông. Tôi thì ở địa bàn của thành phố Bạc Liêu, sống ở đây quen rồi, nhà nước đã có chủ trương xây dựng đường lộ mới, làng xóm mới để phát triển xã hội cho người dân được nhờ, thì qua cái nhiều năm nay thì cái lộ Ninh Bình của đường khóm phường 2 này đó, nó có nhiều cái ổ gà xảy ra bị lâu ngày, do cái quá trình lâu ngày nó cũng hơi có cái gò rỉ hoặc gì đó, thì yêu cầu các cấp các ngành liên quan cốt tâm sửa chữa để cho người dân đi tới để đi lui cho nó dễ dàng tí. Người nói nhiều khi ban đêm rồi đi đó, nhất là phụ nữ với trẻ em á, dễ bị ngã, dấp ngã rồi đó. Cũng theo người dân chia sẻ, trên đoạn đường này đã từng xảy ra va chạm giao thông do người điều khiển phương tiện tránh ổ gà ổ voi. Cũng có không ít trường hợp người dân từ nơi khác đến do không quen mặt đường, dẫn đến va vào những điểm xuống cấp gây tai nạn. Nguy hiểm hơn là vào mùa mưa, tình trạng đường xuống cấp lại ngày càng nghiêm trọng. Từ thực trạng trên, ngành chức năng cần phải có giải pháp sớm khắc phục đoạn đường xuống cấp hiệu quả và lâu dài để người dân yên tâm mỗi khi lưu thông. Mặt khác, để mỹ quan thành phố trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn.